มึงเอาแม่ไปเอาสิซะสิซะสิซะแม่บ่ติดตัวมองน่ะล้อนี่บ่ฮู้ยามมองแบบปากลาลายได้ปากมีหลายลุงหนุ่มลุ้นหนังนะมีคนได้มีคนไม่ได้ไอ้ที่ต้องไปเอ้ยเป็นหลังใหญ่สุดเป็นเราเห็นน่ะเนาะ ไว้ล่ะผู้ค้าให้เกิดร้านเนี่ย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 ร้านเน
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy cực hoài chị em mới. Hãy
Lily không mua đâu. Ê, nhà sao để chẳng bắt đấy à? Chào các bạn đang xem video của mình. Hôm nay với anh em mình là đi lên rừng hái lá trầu cho các bà ở nhà ăn. Lên cầu đi. Bộ lên trên kia. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi sẽ lên đến tận trên kia, ngang ngang với cái đồng ngón tay của tôi đấy. Hái trước kia được hái trên kia đúng không? Ở trên kia. Không biết bây giờ có không nhỉ? Trước kia được lên là một lần. Tết năm ngoái. Trên đấy. Trong đó. Trên đấy.
lồn leo nhỉ. Ông mà mũi khoai lại khá ổn nhé ông lỡ. À, chủng lát sao. Thế lá trầu gì ạ? Lá trầu bên kia bây giờ không thấy rồi. Vẫn còn lá kia kìa. Chết rồi. Bên kia chết hết rồi. Trong này không có mà. Ừ nhỉ. Lá nhỏ. Hành trình lên rừng hái lá trầu. Nó khá cái kênh nữa. Đấy, không hề đơn giản chút nào. Đối diện đấy là bên kia là thị trấn Bảo Lâm, huyện Bảo, thị trấn Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Sợ cái đây là rừng hay người khác, người ta nhà người ta trồng này. Đấy, nhiều thế này còn chưa được gì nữa. Biết để ổ nước sống tay tèm mẹ. Bỏ lỡ từ đây nè, đây. Lấy hết. Nào đẹp thì là lấy hết. Đây cái đá to trên kia không thì không đủ nữa. Nghe kỉnh. Ít. Đi không mới tao khăn giá phát. Tama TV á. Mở lúc cho mình Tama TV đó. Nào ở đây đi. Ủa hồi đây đấy nhé. Nào cháu. Thằng A sang thì cách. Nào từ đây á. Kiểu xe lên đây. Đấy là chính nhà. Khi mấy má em xoàng cái em thân à. Ăn ăn khen cái gì? Mà nãy một cái vẫn như cần thạt trưởng mà. Nghĩ em cái gì nữa? Đâu mà đi chặt người ta chặt à gốc cây sơn này. Không phải làm thật, lá trâu đâu. Đây. Cái cây sơn đây. Đẹp, mãi giống nhau. Mẹ, còn mẹ mẹ anh Hoan ăn nhé.
Ngắt đi, cùng nhau ngắt là cùng một nhỏ chòm xong cho hết chòm đấy. Lấy sạch luôn nhé. Lấy sạch cái lá to kia đi. Lá tốt, lá đẹp lấy hết đi. Lá xấu không lên đâu. Xấu tí cũng lấy được mà. Người lá tốt thôi. Đấy, cái này có phải cánh ngứa kia không ạ? Không phải đâu, không phải đâu. Cái hàn, hàn linh gì mày nè. Hàn linh gì mày nè. Hay đấy. Ai mới bây có này chứ đừng đàn không? Mẹ. Cái lo hàn linh đấy. Hàn linh đàn liêu. Có đứa mò quá chứ đấy, hàn trắng trắng đàn nó có. Ôi, cố gắng nó khải luôn. Mấy thời gian thèm lệ. Ấu thôi, mèo kia lúa rồi. Đây thì lá tốt thế mà chúng mày đi học không bao giờ hái về cho bà. Bà nhà nhà không có gì ăn. Lúc nào chả hái lắm. Lúc nào chả hái thì bảo là ở đâu còn không biết. Không biết. Thì qua không lên đây lấy thôi. Toàn trao mưa ở phòng đây đấy. Phòng là đấy. Nó phết là. Phòng tí. Thôi mới tay mới mưa lá. Thôi mới tay mưa mới chịu. Bên rốt đi là bóp chán á. Lấy bắp. Lấy lấy. Nghe xẹo á. Biết thì mới. Ta cốc này trăng đây hơn à? Ta cốc mấy xe không thì... không không lấy lá không không lấy thân nhá. Để nó còn mọc nhá. Lấy thân làm gì nên? Biết được bởi đấy nhá. Chung chung cái này, đây này. Lá to thế này. Ui trời, ngon. Rồi sẽ lại để anh xem. Đấy. Lá toàn to hùng. Ui nhỉ, vì có bà thích lắm đây. Nhưng nó hơi bị sâu. Ở chầu thế thôi mà một số nơi là không có đâu nhá. Ở chỗ nào lạnh quá thì mùa đông là chết hết. Dây này mới đẹp tuyệt vời. Làm sao? Thật nhá. Thái treo vào túi để xong này tay đi hái được đầy được một nắm to lại đổ vào túi. Này đây. Hiện đổ vào đây này. Đấy. Ở cái cảnh xuân kia táo to đẹp nhỉ. Dài nhưng nó ít quá. Đấy, kéo đường cho rách nhá. À trong đường đứt. Lá này qua xuống đây. Nè. Sợ mấy cây han linh. Mấy bữa thằng bắn bay ba ra mưa cần làm tính đó chỉ mấy cái lăn mà nó cần thiết gì mấy cần tăng bự gì ông nhớ hồi nhà đấy bắn mấy cần tăng bự cho nó ho nó bắn đây ra không là ba hành hoa mấy ọc thảo ọc thằng đây lại ọc thảo lên nghe thì ngon ọc chưa đấy chúng ở lấy bắt đây đấy lúc kia hả lúc mưa cầu mày lu tật trắng lấy bắp cường thái leo lo ti lây tinh mưa chi cày chứ mưa đón lây nhé mới chi cày không mới đợi mưa khu chi cày mà đấy mưa khu ăn chơi khu chi cày mà vừa suối chi cày chứ nè bây giờ bắt tay bên mình để kho mới muốn một chiếc xe cái này khá nhiều đấy. Đây lấy hết cái chỗ lá to này đi. Cái này cũng được tầm 2 lạng rồi đấy. 2 lạng chưa. Mình thay đây rồi nữa. Thay chỗ kia lấy hết chưa? À, chỗ kia được rồi. Chờ lên gốc cây kia đi để xong. Anh thấy còn có lá to mà. Cái này mới lá đi à. Đấy, tụt tròm đá mình sang bên này nhìn thêm nào. Đấy. Không có cây han đâu mà. Đấy, xem bên này xem nào, rất nhiều bên này. Chờ lên nguyên hẳn đúng chỗ đấy mới hái nào. Nó cứ mà năng băng cầu, năng thôi chứ. Đó, năng băng cầu mới chứ. Bình thường mới, bình thường mới răng, tôi mới cần biết để. Mấy là ta nào? Mấy cổ cai như nào này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đâu, tụi sủi chào tụi bên lứa. Con gì? Thằng em mình sủi chào đây này. Tai châu đây này. Tai chào đó. Tai chào. Hai con hay một con đấy nhỉ? Hai con đó. Ôm nhau đi. Ôm nhau đi. Xe nó xuống nào. Thôi không đùa đâu. Không đùa với con này đâu, tiện tới nó vào theo đường mình với đấy. Cho nó rách đứt một dây xuống xem nào, cho khán giả nó xem kênh để xem hai con kia nó làm đồ tàu đi. Sắp đến tay đây này. Đây 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 đây. Này con bé đây. Con à, to rồi, bằng ngón tay thì ở trong cái nó ăn gỗ ấy. Hạ cánh con. Đây chứng minh nhá. Đâu đâu, ở đây đây nhỉ. Con ôm con đi nhỉ. Mọi người không nhìn thấy quen là sợ con này, nhưng con này nó không có gì nguy hiểm đâu. Không gây dị ứng này. Nhìn nó hay hơi kinh dị một tí. Thôi, trả lại. Đây nó cái đá. Trả lại tự nhiên đây. Mày ra xào lên ăn được. Chính bởi ăn kè lại yên. Bởi kè trong ván, trong phòi. Cái lá này ấy, nếu mà các bạn mình mà hái phải lấy nhiều để giữ, để bảo vệ thời gian lâu dài ấy, thì đừng nên hái vào khi buổi sáng sớm ẩm ướt hoặc là muộn lúc mưa. Phải hái lúc cái trời nắng khô như này, lá mới không bị thối. Bây cái nào cái tay. Thái anh kia nhìn ở chỗ kia nhiều thế mà chạy xuống rồi á. À, có máy của Hàn bên vừa muốn luôn nhé. Máy lại. Tớ là. Hả? Tớ là. Máy à? Đây lấy hết đi cái này Hành. Từ chỗ bên này về, từ chỗ này không nên lấy rồi. Sao không nên? Nó như kia lấy đi, nó không ở được lâu à. Thì lên lá già già, nhiều lá tốt thì còn gì nữa. Đấy như lá này này. Như này. Này, về thì phủi đi là tốt hết. Nhất thành một cái. Xoa 5 lần phải không? Xoa 5 lần không? Xoa 5, gần luôn rồi. Xoa năm xa để vai phải sẽ khờ để răng đây hứng. Đây, đây hai tí được một nắm rồi, toàn lá to này này. Nhà cái đằng sau như này họ bảo không nên đâu. Như nào? Bị nó bị thâm đen nhỉ, không nên ăn này. Ăn chát. Yeah. Nhưng ăn nhưng mà chát. Nó không đắng mà chát. Yeah. Đâu chỗ nào còn nữa? Đấy, hoa các mạnh rụng mầm chưa? Cẩn thận trước chân nha. Là chốt con lại bây giờ. Bởi nàng ngốt thì là bên giờ đó. Bắn con kỳ bồ hấu. Đi mẹ xưa em ơi. Đối thủ đi rừng này. Sợ nhất là cái này. Đây. Bắn đắt. Bắn bên thép cái đường đi mì. Này bèo lằng nặng. Đây bùa lằng tổ toàn nhà. Bảo nhà các mảnh nhờ. Vì cái này mà bị bỏng con tốt vậy. Đi lại bên này. Mi lại có chắc là bằng mình để mi phân mi tầm khi nào đưa cho. Thời tiền thái liệu. Thời tiền lại. Nhân lại có khi bỏ mình thì mình bỏ bỏ lá nó không? Cháu quay thái giá thái khu tương hương. Cớ bỏ lá mang chín bên ý. Đấy trước mặt xuân trên gốc cây mấy lá to đùng như thế, đấy thằng Thái nó không lấy.
Này. Thành quả Thành mở ra xem nào. Cái ở đây đổ đi mà làm lắm khô thì đây rồi. Đấy. Được một túi này rồi, túi này còn to to nữa. Lá này thì đẹp này. À hơi non. Lá này hơi non nhưng nó sạch. Cái mùi hắc hắc nhá, lá này. Không chắc nữa. Đi xuống dưới kia đi, di chuyển xuống dưới kia xem chỗ nào còn có. Cái này lấy về làm giò chả thì ngon đấy. Giò chả. Giò chả. Là chụp cái bản nhầm ở ông ấy đi. Ông ấy lăn nam đi. Quán quán khâu nưa mù về nó. Quán nưa mù về. Sao? Cho cái sao vợ chồng á. Tâm tâm mà hội mù à hội người mù hoa an nữa nó. Ông tâm biết mà chốt không phải em. Tâm biết nhưng lại được cái đâu. Mấy mấy tay bàn bình chưa đó. Ờ, loi loi cái gì. Mới bốn sáu cài tới giờ nó. Bốn tâm đó bao nhiêu đó thôi. Ừ. Quên kênh YouTube thằng này đang gì ạ? Quên thằng này mới đăng iPhone á. Hả vậy. Rút cái kênh hết về rồi. Đi lưu về. Mấy lần nữa. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ di chuyển đến một nơi địa điểm khác, đó là đồi bên kia. Hết sai không? Hết sai đây trên đây à? Vậy hướng ai làm lơ nhang mi méo rồi nó? Chưa mi méo rồi nó? Sả biết xác xít mưa con kề à? Hả? Bây tính lại nửa mới lại mới chứ không? Miếng là em mới chín lại. Em mới em xè là. Tao bảo ngon khấn tin nửa mới đây xít nói nữa này. Di chuyển đến một nơi khu rừng trên đấy. Thank you.
Này bạc mệt cả má đi ở tổng tiếng ai chính đi. Thế ra là không đi không? Nụ cười duyên sáng, ánh mắt hiền hòa, cô lấy nghe theo từng con. Có hàng rồi. Đi, Thành dẫn đàn đi. Làm đầu đàn đi. Mất rừng có khi chẳng có thật. Mơ xà quả là muốn chín đây lẹ. Con hết chín đây. Em mới chín hả? Chín tới bên Thái. Hết chín lạ. Bên đầu không thấy. Bên qua không đường nè. Bên lối đi à? Còn vòng qua hàn đáo không đơn giản đâu. Hình như không có đường lên đâu mà. Có thôi. Qua đây mới vòng lên à? Chúng qua lỗ này lên không đến. Ê, chỗ này mẹ lên. Lên trên này về nhiều đá đẹp quá. Nhiều cảnh đẹp không? Lên đi. Ôi, những tảng đá này là tự nhiên. Hai thằng oát con kia là khỏe nhất, đi không biết mệt. Xem nào. Và xem đi làm được phết đấy. Ơi, hang có hang vụng đấy. Ơi. Được, anh em làm review kiểu ảnh. Chứ hàng có hai cái ớt. Có cái lát, cái xoan. Rộng phết nỉ bằng phẳng. Vỏ ốc chắc là có chim chuột. Các thứ con chưa hay vấn. Thằng Thành à, được chưa rồi. Tục cửa lỗ qua thông bên kia. Được phết à, cho này dụng. Ô, oh, cái này. Ôi, chịu quá. Kiểu này bò là, châu bò là chịu nhỉ. Ừ. Nhớ là hơi bị mưa đấy, mệt. Châu uống đây là châu.
mưa không thì tháp vào những cái liều quấy thôi. Mà hẳn tháp vào những người đâu? Không hẳn rồi. Hôm nào về vào review nó anh Tuyền ạ. Đi vãi năng phạt xuống mái là. Có luôn, đang muốn người vào luôn. Review cái hàng con làm. Ôi, thằng con mèo mà. Đúng rồi, này. Có, con là chỗ. Đây, đây. Ui, review. Đấy. Đấy thôi. Lái nó. Ui. Nhưng đây lá nhỏ. 1, 2, 3, 4. Chê. Đây nữa. Anh em lại tiếp bắt đầu hái chút nữa để cho các bà cụ ở nhà. Vì ở nhà mình thì trên đấy nó lạnh hơn đây nhiều. Cứ khi trời trở lạnh là bị rụng lã hết. Ở đây gần thị trấn nên trời thời tiết nó ấm hơn. Lá không bị rụng. Đây là em Thái. Đây là ông Thanh, ông Thảnh. Đây là Thanh đúng không? Hả? Ông đại ca. Ở nhà gọi là Thành, đi học là gọi là Thanh phải không? Ở nhà vẫn gọi thế, đi học vẫn gọi thế. Cái thằng em Hiền, cái này là em tên Xuân. Đúng rồi. Nóng Thành đúng không? Hả? Nóng Thành, nóng Thanh à? Thành. Hả? Nghe vậy. Tôi lo nghe. Ờ, cái ông áo trắng này có ba tên. Thầy đủ tên. Thành nghe vậy. Thành cũng được, Thanh cũng được, nghe cũng được. Thành bên đây là không? Hả? Danh sách lớp là Thành với Thanh à? Hoàng Văn Thành với là? Ừ. Thì các Hoàng đại ca với có. Ừ. Mình chắc Hoàng Văn nghe không? Hả? Hoàng Văn nghe, ở ngoài. Đâu? Đấy nhỏ leo lên đi. Ở sườn bên tay trái cái lá to kìa. Cẩn thận nhá. Nhéo suốt thôi tôi lúng leo kìa. Chưa? Nó đây ông nhéo chút nhé. Chưa là cắn nữa chưa? Mệt nhỉ. Ôi nó cắn nhỉ. Cái xương. Ồ, đúng rồi con bị sâu gió rồi. À, phải bảo con lúp ẩn à, bờ xưa mua lắm bằng tủ nón mới nhỉ. Cái vò vò lá trầu này lau vào. Đúng rồi, may là có thuốc trị nó ở đây. Xong rồi. Phần năng tây xế ngọt hẳn bởi mấy con tụp 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 mà hẳn sai phía tủ nón nữa ngứa bởi hẳn bởi cách mảnh đấy. Đã tao hiểu mày nón cắn lại không ớ. Nón cắn tụ tụm đều tay. Có đấy kê xưa về. Kê về. Kê tăng bay về tăng không không biết nữa nó. Kê đẻ về. Đấy, đỏ dưng dưng rồi. Lưng chừng. Đây để anh vò cho. Bản đang ta cùng hát. Ai da chứ đi kia cũng có nhiều lá nhỉ. Này, cái này cái ham linh này thuộc của ham linh đấy. Chứ không phải ham linh đâu. Cúi cúi xuống người, cúi người xuống tí. Cái ham linh lá nó khác. Cúi xuống đấy đi. Cái ham linh kia nó hay ta chèo cho bị. Cái sau đó thì cái lá trầu này là có thể trị được nó bị giảm ngứa và nó bị không bị lây lan rồi bị có thể bị xuống hết. Đi rừng rất là ngại những cái vấn đề này. Thời vấn đề ở vui ở thời đấy. Ừ, một hai tháng từ nhỉ? Làm gì ở đến một tháng? Chục ngày là căng. Chục ngày nữa về tìm tiếp. Này, đỏ chót đây. Nhưng mà mình tủ lạnh rồi đó. Tủ lạnh rồi. Tủ lạnh phải chứ chứ chín chút lại. Có tủ lạnh về. Hôm ta vẫn nâu rồi. Chín chút nó chứ chín nha. Chấp nhận đau thương. Chín chết em cái phò nó lại. Cách nữa đấy mà không có lá gì mà để trị nó các bạn có thể xuống nước đi xong các bạn cào rửa đi nó có bị cũng có sẽ bị được giảm được cái ngứa của nó đi rồi đằng sau ấy rồi bây giờ không mặc áo vào nữa đây còn vặt đấy tí này.
bị loang ra nhiều rồi. Rồi đi. Cầm áo đi này. Gì? Ôi, không kéo xuống nhá, gãy cây nhá. Nghe mấy kinh nghiệm ở đây cái bờ bên đây chưa bao giờ đấy, ta chưa lo mà thằng đại ca đó. Ở đây ẩu đấy qua ẩu lắm mới tắt bọn đã. Ôi, mới lái cái đẹp thật. Thế chiều lưa mấy mới tắt lắm. Gãy. Cái lâu là cây này cũng là cây cây làm ngứa này. Hai được không Thắng? Được, cũng được ăn tầm 2 lần thế. Nó hành mới khâu ra đấy ngọt rồi, áo ăn săn lố. Nó phải xe thật đến lại nên tới đắng đăng. Còn hành lý đạt. Giờ này vứt ra răng chẳng đàn chứ mi. Câu hơn hẻm chứ mi. Mới xuống á nó. Cái xe diễn xuống đánh xin đăng thật hại. Còn này tôi hại được một nắm rồi. Lái xe bự thế nào? Mấy hàn linh lắm. Có lắm. Mấy có tính thú mấy hàn linh nhỉ? À mấy này. À có gì à? Ôi. Đừng gái nữa. Nó loang nha. Đang khá vẹn đánh nữa nè. À mấy đạt rồi chân luôn. Mấy chứ, có phăng đầy không? Có mấy đạt rồi từ chân luôn. Món này mà ông có điều gì không? Mấy ngày đang phăng đầy luôn rồi. Cây lá xanh xanh non này cũng là cây ngứa này. Độ rát rát. Không phải cây han nhưng mà nó dạng như đàn em cây cây lá han. Đấy bên Milo phải không? Được chưa? Còn hai nữa không? Cái viên không? Được rồi. Cái này chưa bị đầy chưa bị. Đúng rồi. Nó lợi chứ chứ. Tại nó cắn phải chấp nhận đau thương ngứa. Đây trong đây không? Cắn thằng kia ơn thứng cái video không? Đơn giản rồi con này. Nghe ai mà xứt ảnh thế hả? Xứt từ khỏi đấy sắp đấy. Để lấy tới đâu? Không ra về đi tay. Tại vì khỏi đấy, tại vì đi ra lại à? Bề hết đồ, hết chỗ có rồi đúng không? Thì về thôi. Món này thì trên kia có mà toàn hai cái kia thì lấy khó xong đấy. Toàn hàn linh, na cái lái một cái. Toàn cây ngứa. Nếu mà không có thì có thể lấy. Lúc về thằng Tây bắt tư, con khẽ tay mía. Anh em xuống đi. Tây về đi. Mày muối tụi bà này vẫn dưới này đây nó. Này là thép cuộn.
Trên đường về anh em lại nhặt là rau gì? Nói đi. Cá viết, viết cá. Là giết con cá. Giết con cá. Nó kết tỉa này ngay rồi. Biết cho bùng loa cho bùng một tế. Ở bên gồm gồm bỏ cá cứu cho bùng tế. Cho bùng một tế. Không ai tép. Giếp cá là một loại rau tự nhiên mọc ở các bờ ruộng rất là nhiều ở trên vùng núi. Ăn sống ăn phở thì thôi rồi. Đấy, Thái từ tiến ra xong bên trước mặt kia có một chòm như kìa. Mấy con loang con á. Loang có nó phải chín đấy. Cái tăng của nó cây rồi mà. Nga sấy. Sấy bắt cắn bắt đẩy cho mi đây. Nhồi la lốt vậy. Chắc làm này toàn đánh long la lốt vậy. La lốt lên chắc chắc không? Mưa roi kìa ấy. La lốt chắc phạt. À chắc chắc. Phá một cao luôn rồi. Lướm mà. Chán quá lại. Lá lốt phép bạt thì lá bát là. À rau bát chứ. Phép bạt. Phép bạt lông rau bát. Kiểu dân giá thôi. Dân giá. Thằng kéo cũng tôi thằng tay đúng không? Kiểu không? Mặt trời rồi. Bờ ruộng này nhỏ quá. Cái rau này cũng ăn được tốt nhé, có thể làm nhồi để cho tất cả các loại nhân. Hết bạc. Có mùi vị đặc trưng của nó. Đây cũng có rất là nhiều. Có cắn rồi làm như thế nào. Bạn chẳng lá bít 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 chứ đi. Để xem được căm. Chạm sầy. Chạm sầy đàn cầu đi. Cái chuẩn đấy nhé. Kết quả một ngày anh em lên rừng một lúc tầm khoảng một tiếng thì là thu được bằng này lá trầu để cho các bà chơi về cho ba bà cụ ăn ở nhà, có thể bằng này được, có thể được một tháng nếu mà bảo vệ được tốt. Và mấy anh em lại nhặt được ít rau giúp cá là bữa tối hôm nay. Còn một thằng em nữa là bị sâu gióm là căng rồi, nạn nhân giờ rồi, quá nữa rồi. Và bây giờ cảm ơn tất cả anh em đang xem video của mình nhé, bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn.